Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em và quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại tổ chức một cái trò chơi cho mấy thằng cu này nó chơi này anh em. Trò chơi hôm nay là bốc thăm cắn đồ vật nhá. Ở đây mình có ba cái thẻ. Đó, một trái là cắn, một trái là chỉ liếm thôi và một trái là mình không cần làm gì ạ, chỉ ngồi nhìn hai thằng kia bị hành hạ thôi. Ok. Mình sẽ cho mấy cái này vào phong bì cho nó đạt chất lượng anh em. Nhưng không nó biết đúng không? Thằng nào bốc được cái cắn thì thằng ấy đỏ mà. Đấy, mình sẽ cho vào ba phong bì nó rất là giống nhau. Rồi cho bốc. Thì món đầu tiên là chanh anh em. Ok, ba đứa bốc đi. Nào lấy đi. Ủa nó, cả nốt ta. Rồi thằng thằng liếm liếm đấy, thằng cắn thì cắn đấy. Cắn được này nhá. Ừ, cắn cắn một miếng rồi. Ăn bát đi. Bóng đi. Đó, đây là hành tây anh em ơi. Đây là món thứ hai nhá. Rồi, thằng này đen vãi đi. Để thằng thằng liếm kia liếm trước đi. Cắn rồi, thằng kia liếm đi. Cắn miếng cho to chứ. Phải thế. Bây giờ bốc thăm. Đây là món thứ ba nha mọi người. Wow. Xong rồi nữa, nó đi qua đi. Thằng đi điện thoại. Nụ lướt, nụ lướt. Ngon. Em cảm được không? Không, em liếm thôi. Chị được liếm thôi. Đổ được. Em xuống lại cho con khác. Chị thì nó phải biết. Hello, xin chào tất cả. Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Mình là Mảnh Cú Tè. Còn mình là Tài Xúc Kỳ Bì. Xúc Kỳ Bì là gì? Cái này đó. Xúc Kỳ Bì là xuyên bay nè, xuyên ăn kít nè. Ok. Xuyên nhân tướng. Nhìn hình xăm có bao ai? Hình xăm đẹp chứ không? Hình xăm này. Của mình này. Hình xăm mình này. Không có luôn, còn của mình này. Của mình đấy. Của mình đẹp không? Đây. Đấy, thế này. Đây nữa này, đây nữa này. Đây, cái của mình này. Chất chưa? Bơ bơ. Bình. Nè 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 nhảy đi nhảy nè nè nhảy đi. Ngon á. Chị muốn cái này không? Ngay là gì vậy? Mình nhập trái chứ. Hẳn đứa nhớ con đi. Mở ra đây em. Tran 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 tuyệt vời rồi. Bọc ra bọc ra. Gắn. Mày lâm tướng. Lâm tướng là món nhà tay của. Ăn tay thật ra. Nói thằng liếm tướng đi. Liếm tướng đây. Liếm tướng cho ngon. Cắn nó cắn thịt luôn này. Cắn thịt cũng được. Ngon là cắn thịt này. Ngon đấy. Ngon lắm. Bọc ngon không ngon anh mà đừng cắn. Được. Không được coi. Bọc ra. Cắn rồi. Liếm rồi. Nào. Thích không? Thích không? Thích. Thích liếm à? Thích thích liếm ấy. Cắn mì. Phải liếm ở ở táo mà được liếm ở ngoài. Ừ. Cay. Mút đi đi chứ. Cắn cái mày mút đi. Khi nhà ăn ngon dưa là chứ không phải ăn ngon.
Khi này là ăn ngón dưới đắng hay đầu ngón nữa. Mất đi. Phân thường. Cái gì là phân thường? Trời ơi. Mày cạn rồi. Mình thua rồi. Đây là món tiếp theo anh em ơi. Ta da. Đó là tụi gái của. Cầm mặt. Cầm cái bên này nó rất là cầm bên này. Đó. Cầm đi luôn. Cầm cầm cầm. Cầm nhanh lên để rồi. Cầm. Có siêu có. Thôi chỗ chỗ hồ tư miếng. Đó. Chỗ chỗ hồ tư đó. Cầm nhá. Em ngon. Bự ngon. Cầm. Thôi cho béo ơi. Ăn thịt luôn. Ăn béo ơi. Nghe tao ăn thịt. Ngon đến nơi lắm. Lấy tư lấy. Lấy tư lấy anh ơi. Ok, lấy tư lấy, lấy tư lấy. Rồi. Ok, đây là món tiếp theo nha. Bim. Mấy giờ ý em biết gì? Thế đừng, thế đừng. Đại điểm này, ý em vẫn đang dưa. Ở dưa. Cắn cho to. Nhảy đi, nhảy đi. Đặt. Tết mình chọc nhau. Thôi rồi chỗ, ăn nước mắm cho nó kia. Đấy. Xả, xả đây. Được quá đâu. Cầm đi. Cái gì? Xả, xả vậy. Rồi, dơ. Má để dơ lắm. Oh my god, no. Chưa đấy. Xả. Đây là món tiếp theo nha anh em. Có biển ngay là sao? Có biển ngay sao? Anh em tắm đi anh em. May liếm à. Cắn. Ê, to. Cắn thằng kia, cắn thằng kia lần lượt lại. Cắn to. Cắn to vô, ngay đi. Ngay luôn. Cái đứa, đứa rồi. Ai cắn đấy, ai cắn, ai cắn, ai cắn rồi. Em thua đó. Ai cắn? Ô, anh tưởng thật là vui mừng. Đó là mừng nhận rồi này. Rồi. Cầm phần mình cho to, cầm mình cho to, mày nhiếm đi. Cầm mình cho to được. Cầm cái phần đâu đi nghe, dù thế. Cầm mình cho to. Bên kia thì có cắt tươi. Để mình lên trái cắt của em. Cô lè mòn mòn tiền chứ. Thiệt rồi. Thiệt rồi. À, đứng ngoài. Đứng đứng ngoài chỗ đó thôi. Hỗ trợ. Của hỗ trợ. Mình đứng nhỏ hỗ trợ. Ok. Cái gì rồi chơi 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 chưa. Thế có biết bây giờ. Nhà mình ăn gì ăn rồi. Ăn cho ăn dùng món đó. Món rất tuyệt vời gì nữa. Sợ có mình đứng không. Rồi, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình và mấy thằng cu. Ăn không? Còn cá không? Anh em cảm thấy video của mình hay, vui thì để cho mình một like, một đăng ký kênh để tạo động lực cho mình. Cảm ơn anh em nha. Hello, bye bye. Hello. Chào đâu. Ngon không? Ngon lắm chắc bạn ơi. Siêu ngon. Siêu ngon. Ngon ngon. Ngon ngon. Thảo gì? Siêu phê siêu thảo là dành cho anh nào. Ngược chiều mây đắng. Mình nắm tay nhau lên trên đường phố. Hoa giữa người những anh chờ. Mình tìm một mộng ngoài được ấy. Ôi, anh cũng nhiều thôi. Anh cũng im thì em cũng vui. Người mà. Sao mình đã nhầm. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Vậy cuộc đời mãi ra sao. Dù ra là dù cho bạn em. Cho anh em. Có con một người luôn bên cạnh em mà thôi. Không sẵn sàng đứng bên tay. Hòa lời em trong phút giây. Từ ngày giờ vẫn còn ngủ mơ đến khi cờ mơ. Lòng người ai đâu có hay. Một người đi vô cánh bay. Từng ngày em
ta có nơi tổ hồ thơ ảnh hướng ngang bờ nhau nhỏ nhòi đồ quanh đó người nào em yêu về nơi nhớ người sao trắng miếu em về bề kia lưu mái nhà một người được lòng anh còn bên anh có phải không trời ba nay sao năm tháng cứ về gió mai về chung lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn giàu tôi ngựa hai em lỡ bốc ngỡ trên đường thay đổi nhìn về anh người trong kia mai em về không biết bao nhiêu sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh và không anh không biết nhiều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biết tha và em ơi điều anh biết là không ngừng nỗi nhớ đây cuộc này yêu nhiều hơn lúc xưa từ mặt anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết cuộc đời mai ra sao tình yêu anh dù không mấy lần nhưng lòng anh biết ý chí cuộc đời này là khi có em và em ơi điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời không cần nỗi nhớ đây cuộc này yêu nhiều lúc xưa anh trông thấy bao bông hoa trên trời anh không thấy người nào.